Chuyến xe không đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn được anh Nguyễn Thu Bính, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm duy trì từ năm 2015 cho đến nay. Những chuyến xe không đồng của anh không chỉ giúp bệnh nhân nghèo bớt đi một khoản chi phí mà còn tiếp thêm cho mọi người niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và hành động đẹp của anh cũng đã lan tỏa đến nhiều tấm lòng thiện nguyện khác nữa để ngày càng có nhiều hơn những chuyến xe không đồng. Gần 9 năm gắn bó với những chuyến xe không đồng, anh Nguyễn Thu Bính ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm cũng không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu bệnh nhân nghèo được anh trở về nhà an toàn. Làm nghề bốc thuốc cứu người, hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân đã khiến anh thấu hiểu nỗi đau đớn của nhiều người bệnh, đặc biệt là sự khó khăn vất vả của những bệnh nhân nghèo. Đây chính là động lực khiến anh thực hiện những chuyến xe không đồng. Chiếc xe 7 chỗ của anh đã lăn bánh ở khắp các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và xa nhất là những chuyến xe 400-500 cây số đi Hà Giang, Quảng Bình. Cuối năm 2023, anh Bính đã thực hiện mong ước ấp ủ là mua được một chiếc xe cứu thương trị giá gần 200 triệu đồng để phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn. Từ trước đến giờ mình vẫn chuyển bằng cái xe gia đình 7 chỗ, nhưng mà qua một thời gian vận hành thì mình thấy rất nhiều người như cụ già hoặc là những trường hợp tai nạn giao thông cần phải nằm cáng. Mỗi lần khênh lên cái xe 7 chỗ thì rất là bất tiện và nó không được chuyên nghiệp. Hành động đẹp của anh Bính không chỉ được những người thân trong gia đình ủng hộ mà còn lan tỏa đến nhiều tấm lòng hảo tâm khác nữa. Anh Đỗ Văn Thuyết ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã quyết định đồng hành cùng với anh Bính thực hiện những chuyến xe không đồng. Công việc nghề mộc vất vả khó nhọc nhưng hai vợ chồng anh Thuyết bàn nhau trích một phần thu nhập của gia đình để mua một chiếc xe cứu thương. Dành thời gian cùng với anh Bính thực hiện những chuyến xe từ thiện giúp cho người lao động, người già neo đơn, em nhỏ được trở về nhà sau những ngày điều trị tại bệnh viện. Mình đã từng trải nằm ở viện rồi, thì nhìn những bệnh nhân rất là khổ. Đâm ra mình cũng muốn là làm thế nào để giúp đỡ những người khó khăn. Tôi sẽ duy trì chuyến xe không đồng phục vụ cho xã hội và cho mọi người. Từ cuối năm 2023, với hai chiếc xe cứu thương mới, hai anh đã thực hiện được gần 20 chuyến xe không đồng. Trong đó có những chuyến xe nghĩa tử là nghĩa thật. Ngày 25 Tết, trong khi nhiều gia đình sum vầy chuẩn bị đón Tết thì anh Bính và anh Thuyết lại ngược xuôi thực hiện chuyến xe 200 km để đưa thi thể nạn nhân từ xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm về quê nhà Tuyên Quang để mai táng. Nếu mà không có sự giúp đỡ của anh Bính thì phải thuê một chuyến xe ở bên ngoài 15 triệu ấy thì mới đưa được anh ấy về quê. Thì bọn em bảo là bây giờ gia đình hoàn cảnh lại rất là khó khăn, với cả bọn em cũng không có tiền nữa. Sau mỗi chuyến xe không đồng, các anh lại nhận được rất nhiều sự yêu mến, trân quý của những bệnh nhân. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần khích lệ để anh và gia đình tiếp tục công việc thiện nguyện này. Không thuê được xe thì có đăng lên Facebook thì hữu duyên là được bác chở chuyến xe không đồng. Em cảm thấy rất là mừng được ra kịp thời xã này. Chuyến xe không đồng thực sự đã trở thành những món quà yêu thương dành tặng cho không ít bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Và mong rằng hành động đẹp của hai anh sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn nữa trong cộng đồng.